Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Trong chương trình thời sự tối nay thứ năm, ngày 28 tháng 4 năm 2016 có những nội dung chính như sau. Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài kiểm tra tình hình đời sống của nhân dân xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch. Du lịch Quảng Bình nỗ lực để vượt qua khó khăn. Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập cơ quan công tác dân tộc. Những điểm mới của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Chiều nay ngày 28 tháng 4 năm 2016, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã đi kiểm tra tình hình đời sống của nhân dân xã ven biển Đức Trạch, huyện Bố Trạch. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh và chính quyền địa phương huyện Bố Trạch. Theo báo cáo của xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, hiện nay trên địa bàn xã có 200 thuyền chuyên đánh bắt thủy sản xa bờ và trên 250 thuyền khai thác thủy sản gần bờ với hàng trăm hộ gia đình làm dịch vụ hậu cần nghề cá. Trong giai đoạn 2015-2020, xã Đức Trạch xác định kinh tế biển là ngành kinh tế chủ lực và cũng là thế mạnh của địa phương. Chính vì vậy, trước tình trạng cá chết dạt vào bờ ở vùng ven biển trong những ngày qua đã gây nhiều khó khăn đối với đời sống của nhân dân. Trước tình trạng trên, cùng với việc tuyên truyền vận động ngư dân dừng hoạt động khai thác thủy sản gần bờ, thì xã Đức Trạch cũng đã phối hợp với các ban ngành chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tiến hành thu gom và xử lý lượng cá chết trôi dạt vào bờ. Đặc biệt, thời gian qua, xã Đức Trạch tiến hành thành lập các tổ luân phiên thu gom và xử lý lượng cá chết để đảm bảo vệ sinh môi trường. Cùng với việc tích cực triển khai các biện pháp xử lý môi trường, thì một vấn đề cấp thiết đặt ra hiện nay là kịp thời ổn định tình hình đời sống cho nhân dân. Cạn chết thiệt chứ là... Hồi xưa của ông cha của mình là mấy trăm năm đi chữa mà chưa cho cả chết như thế này. Mới từ hôm nay là anh em cùng đồng viên cùng ra ngõ biển quê hương của mình. Để kịp thời ổn định tình hình đời sống của nhân dân vùng ven biển, tỉnh Quảng Bình đã quyết định xuất cấp 500 tấn gạo hỗ trợ nhân dân. Bình quân mỗi khẩu được hỗ trợ 10 kg và chỉ đạo cấp ủy chính quyền địa phương các cấp khẩn trương trích nguồn kinh phí để hỗ trợ nhân dân vùng ven biển. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của tỉnh, huyện Bố Trạch đã trích 600 triệu đồng để hỗ trợ ngư dân. Trước mắt, mỗi khẩu được hỗ trợ 50.000 đồng. Với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy chính quyền địa phương các cấp, nên nhìn chung đời sống của nhân dân vùng ven biển tỉnh Quảng Bình cơ bản ổn định. Người dân đang trông chờ sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước để giúp họ vượt qua khó khăn. Sau khi đợt cá chết ở biển lần này thì cái đời sống người dân của 18 xã ven biển cũng như là một số xã có làm dịch vụ nghề cá là thực sự là rất khó khăn. Và chúng tôi nghĩ rằng là lúc này hơn lúc nào hết là cần phải quan tâm đến đời sống người dân. Kể cả những hồ mà có tàu đánh bắt ngoài biển, biển gần, biển xa và kể cả những hồ mà làm dịch vụ nghề cá, rồi là kể cả những hồ mà nuôi trồng thủy sản mà có ảnh hưởng đến vấn đề là nước biển nhiễm độc. Vừa rồi thì ủy ban tỉnh đã có cái chỉ đạo, tỉnh cũng đã là trích là 500 tấn gạo để hỗ trợ cho người dân mà gặp khó khăn trong cái đợt mà cá chết ở biển. Và một số huyện cũng đã có cái hỗ trợ người dân, và tôi cũng là đề nghị các huyện cũng tiếp tục là quan tâm hơn nữa, đặc biệt là phải thường xuyên để mà động viên rồi là lắng nghe tư tưởng người dân để làm tốt công tác tư tưởng để người dân yên tâm. Tỉnh là luôn luôn mà theo sát cái diễn biến cũng như là luôn luôn theo sát người dân để đảm bảo là giúp người dân vượt qua khó khăn lần này. Trên tỉnh thì có trung đảng của chính phủ sẽ có cái chỉ đạo để mà đảm bảo cho người dân không bị đói, rồi là đảm bảo người dân có chỗ dựa vững chắc. Chia sẻ với những khó khăn của các ngư dân làm nghề đánh bắt thủy sản ven biển và dịch vụ hậu cần nghề cá tại các địa phương trong tỉnh, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh một lần nữa khẳng định Đảng và Nhà nước ta cũng như cấp ủy chính quyền địa phương của tỉnh Quảng Bình sẽ luôn quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ để nhân dân vùng ven biển sớm ổn định sản xuất và đời sống. Nhằm động viên các hộ ngư dân đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của việc cá biển chết hàng loạt, hôm nay ngày 28 tháng 4, huyện Lệ Thủy đã tổ chức các đoàn đến thăm ba xã Ngư Thủy Bắc, Ngư Thủy Trung và Ngư Thủy Nam.
Tại các nơi đến thăm, sau khi nắm bắt tình hình và diễn biến tư tưởng của nhân dân trên địa bàn, lãnh đạo huyện Lệ Thủy đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc với những khó khăn mà bà con ngư dân đang gặp phải trong thời gian này. Trước mắt, các địa phương cần làm tốt công tác tuyên truyền, ổn định tư tưởng, tổ chức vệ sinh môi trường, đoàn kết giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn. Đồng thời có hướng chuyển đổi nghề nghiệp để tạo việc làm cho người dân. Dịp này huyện Lệ Thủy đã hỗ trợ 70 suất quà cho những gia đình gặp khó khăn, đồng thời tiến hành cấp phát kịp thời 85 tấn gạo mà Ủy ban Nhân dân tỉnh hỗ trợ cho huyện Lệ Thủy để cứu đói cho người dân bị ảnh hưởng do cá chết bất thường. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về quản lý theo dõi hiện tượng cá chết bất thường tại các vùng biển trên địa bàn tỉnh, thời gian qua Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Trạch đã tích cực chỉ đạo các ban ngành địa phương quản lý chặt chẽ các hoạt động thu mua cá biển trái phép trên địa bàn. Hôm qua, Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Trạch đã tổ chức đoàn liên ngành phối hợp với Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Quảng Bình kiểm tra hoạt động thu mua hải sản biển tại địa bàn xã Quảng Đông. Trong quá trình kiểm tra, đoàn liên ngành đã phát hiện ông Nguyễn Thanh Bình ở thôn Thọ Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch đã thu mua khoảng 200 kg cá biển đã ướp đá. Qua điều tra, ông Bình khai báo số cá trên ông thu mua của các ngư dân đánh bắt trên vùng biển huyện Quảng Trạch. Để đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng, trong khi các ban ngành chức năng chưa có kết luận rõ nguyên nhân cá biển chết hàng loạt thời gian qua, đoàn liên ngành huyện Quảng Trạch đã thu hồi và tiêu hủy số cá trên, đồng thời vận động tuyên truyền nhân dân không thu mua sử dụng cá biển không rõ nguồn gốc để làm thức ăn cho người và gia súc trong thời gian chưa có kết luận nguyên nhân cá biển chết của các ban ngành chức năng. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện cá biển chết hàng loạt tại các tỉnh Bắc miền Trung nước ta đã không còn xa lạ với người dân cả nước trong gần một tháng qua. Quảng Bình là một trong những trung tâm du lịch mới nổi trong những năm gần đây, đã gặp không ít khó khăn bởi tình trạng này. Tuy nhiên, bằng nhiều biện pháp kết hợp, cùng sự vào cuộc đồng bộ, sự nỗ lực của các cấp ngành, Quảng Bình đã và đang chứng minh sức hút du lịch của mình. Việc hàng ngàn du khách vẫn đến với Quảng Bình trong những ngày qua đã chứng minh điều đó. Đây là một buổi gặp mặt đầy thân mật của lãnh đạo tỉnh Quảng Bình với đại diện các đơn vị kinh doanh du lịch, khách sạn, nhà hàng trên địa bàn toàn tỉnh. Thay vì những báo cáo dài dòng hay những thủ tục văn bản khác, thì câu chuyện làm sao để khắc phục được ảnh hưởng của việc cá biển chết hàng loạt đối với hoạt động của ngành du lịch được đem ra trao đổi một cách chi tiết ngay từ đầu. Thực khảo của Quảng Bình cũng rất phong phú, từ cả sông cả suối của những dòng sông nổi tiếng của Quảng Bình như cả sông Long Đài, cả sông Thông Nha, rồi trên đôi bờ sông Danh, rồi cả lòng trên những cái dòng suối chảy xiết, cũng để lại những cái ấn tượng rất tốt, rất là hấp dẫn trong cái ẩm thực của Quảng Bình. Rất nhiều du khách khi họ rất băn khoăn có nên lựa chọn Quảng Bình là điểm đến hay không, thì xin thưa với bạn rằng là ngay từ giữa tháng 4 thì ban giám đốc và cả bộ nhân viên của trung tâm du lịch Phong Nha Kẻ Bàng đã xác định đến với Quảng Bình bãi biển không phải là điểm duy nhất, đến với Quảng Bình còn có cả một di sản khổng lồ, đó là Phong Nha Kẻ Bàng. Đặc biệt là du khách muốn đắm mình trong những dòng nước trong xanh và mát lạnh thì hãy đến với những cái điểm du lịch, đó là sông Chảy Hang Tối hoặc là suối nước Mọc. Việc các nhà hàng, khách sạn ven biển đồng loạt chuyển đổi thực đơn từ hải sản sang các loại thực phẩm đặc sản khác của Quảng Bình, bước đầu đã đáp ứng được nhu cầu của nhiều du khách. Tuy nhiên có thể thấy rằng, với sự ưu đãi từ thiên nhiên, thì việc đẩy mạnh các dịch vụ du lịch như khám phá hang động, du lịch trải nghiệm, du lịch sinh thái, du lịch tâm linh tại các khu vực của di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng đã và đang thu hút một lượng lớn khách du lịch trong và ngoài nước. Ở Quảng Bình với cả mấy tỉnh miền Trung biển đang cá chết với cả có một số vấn đề với nước. Nhưng mà ngoài biển ra thì Quảng Bình còn nhiều cái rất là đẹp, ví dụ như là hang Hiên Đường này, suối Mọc đẹp lắm ạ, nếu mà các anh đi quanh đây anh sẽ thấy là đẹp rất lạ kỳ luôn. Theo em được biết thì Hang Tối còn là một cái địa điểm du lịch khá là mới với người Việt Nam, tuy nhiên thì nó đã khá là phổ biến với người nước ngoài rồi, có những cái trải nghiệm rất là mới. Đấy là đi zip line này, cái này ở Việt Nam mình cũng chưa có nhiều ấy, rồi tắm bùn. Với mục tiêu đón 3,3 triệu lượt khách trong năm nay, có vẻ như du lịch Quảng Bình sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi nạn cá biển chết. Bởi những sản phẩm du lịch đặc trưng của Quảng Bình như khám phá hang Sơn Đồng, hang Va, hang Nước Nứt, zip line sông Chảy Hang Tối, hay khám phá suối nước Mọc và nhiều địa điểm du lịch khám phá, du lịch tâm linh văn hóa cách mạng khác vẫn luôn có sức hút đặc biệt với nhiều khách du lịch trong dịp hè này. Mời quý vị và các bạn theo dõi công điện số 04 CD UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc nghiêm cấm sử dụng, kinh doanh, tiêu thụ hải sản chết bất thường trên biển. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình điện các Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Y tế, Công thương, Tài nguyên và Môi trường,
Công an tỉnh, Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã. Để tiếp tục thực hiện các biện pháp xử lý việc cá chết bất thường trên vùng biển tỉnh ta trong thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn hỏa tốc số 688/CĐ-TTG ngày 27/4/2016 về việc nghiêm cấm sử dụng, kinh doanh, tiêu thụ thủy hải sản chết bất thường tại các tỉnh ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 1. Các sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại công văn số 670/VP-UBND-KTN ngày 20/4/2016 về hiện tượng cá chết bất thường không rõ nguyên nhân, công văn số 685/VP-UBND-KTN ngày 21/4/2016 về việc xử lý việc cá chết bất thường, công văn số 552/UBND-KTN ngày 23/4/2016 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp xử lý cá chết bất thường, thông báo số 744/TB-VP-UBND ngày 26/4/2016 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về kết luận của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Hoài tại buổi họp bàn một số nội dung liên quan đến đời sống nhân dân ven biển do ảnh hưởng của việc cá chết bất thường trên biển trong thời gian qua. 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Sở Y tế, Sở Công thương, Công an tỉnh thực hiện ngay công tác thanh tra kiểm tra các mặt hàng thủy hải sản làm thực phẩm cho người, thủy sản sống tươi ướp đá bảo quản lạnh, phụ phẩm thủy sản làm thực phẩm, sản phẩm chế biến từ thủy sản và các phụ phẩm thủy sản dùng làm thực phẩm, nguyên liệu thức ăn cho gia súc gia cầm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 3. Sở Công thương chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với cơ quan cảnh sát môi trường, công an tỉnh và các đơn vị địa phương liên quan tăng cường công tác kiểm tra, nghiêm cấm việc tiêu thụ, thu gom, vận chuyển, kinh doanh thủy hải sản chết trên biển trong thời gian qua. 4. Sở Y tế tăng cường công tác kiểm tra an toàn thực phẩm ở các khách sạn, nhà hàng, các cơ sở kinh doanh ăn uống, tuyệt đối không sử dụng thủy hải sản chết trên biển trong thời gian qua làm thức ăn. 5. Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình, trang thông tin điện tử tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền về an toàn thực phẩm, hướng dẫn người dân không sử dụng các sản phẩm từ thủy hải sản chết trên biển trong thời gian qua. Yêu cầu các sở ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, các tổ chức cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện nội dung công điện này, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngoài thực hiện các nội dung được giao, thường xuyên kiểm tra, theo dõi tình hình, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Tiến Dũng. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với một số thông tin trên các lĩnh vực đáng quan tâm khác. Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập cơ quan công tác dân tộc. Những điểm mới của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Sáng nay ngày 28/4, Ban dân tộc tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập cơ quan công tác dân tộc, mùng 3/5/1946, mùng 3/5/2016. Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy. Trong 70 năm qua, cùng với sự trưởng thành lớn mạnh của cơ quan dân tộc Trung ương, tổ chức làm công tác dân tộc tỉnh Quảng Bình đã không ngừng trưởng thành và phát triển, góp phần cùng các cấp các ngành, các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt chính sách dân tộc của Đảng và Chính phủ, tạo bước chuyển biến cơ bản về kinh tế, văn hóa, xã hội ở vùng dân tộc miền núi. Những hoạt động có hiệu quả của công tác dân tộc và thực hiện các chính sách dân tộc đã góp phần làm thay đổi diện mạo vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đến nay, có 100% số xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số có đường ô tô đến trung tâm xã, 100% số xã có trường tiểu học kiên cố, 15/15 xã có điện lưới quốc gia và điện năng lượng mặt trời, 100% số xã được phủ sóng phát thanh truyền hình. Các xã đều có hệ thống thông tin liên lạc. Tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số giảm bình quân mỗi năm gần 4%. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những đóng góp to lớn của đội ngũ các thế hệ làm công tác dân tộc từ tỉnh đến cơ sở. Đồng thời yêu cầu Ban dân tộc tỉnh phát huy truyền thống của mình, tiếp tục tích cực chủ động tham mưu cho cấp ủy và chính quyền các cấp những chủ trương, giải pháp thiết thực và hiệu quả về công tác dân tộc, góp phần quan trọng cùng các cấp các ngành đoàn thể thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước. Trong thời gian tới, công tác dân tộc và thực hiện các chính sách dân tộc vẫn còn nhiều khó khăn phức tạp. Vì vậy, để phát huy truyền thống của ngành 70 năm qua và thực hiện tốt công tác dân tộc trong thời gian tới, tôi đề nghị
Ban dân tộc tỉnh cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ quan trọng sau đây. Ban dân tộc, các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc, quán triệt sâu sắc các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc và thực hiện các chính sách dân tộc trong giai đoạn hiện nay và trong thời gian tới. Đồng thời cần tăng cường công tác tuyên truyền vận động đồng bào các dân tộc phát huy nỗ lực vượt qua khó khăn để góp phần thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Trước mắt, các cơ quan cần tập trung tuyên truyền phổ biến thông tin để đồng bào các dân tộc hiểu rõ về ý nghĩa tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, các quy định của luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, quyền và trách nhiệm của công dân, đồng viên, đồng bào dân tộc tự giác tích cực chủ động tham gia bầu cử để cuộc bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân. Ban dân tộc tỉnh, Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Lao động Thương binh và Xã hội cần phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành địa phương có liên quan tích cực tham mưu cho tỉnh trong việc thực hiện có hiệu quả chương trình, các dự án, các chính sách dân tộc được đầu tư hỗ trợ vùng dân tộc miền núi, nhất là đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, gắn tăng trưởng kinh tế với việc giải quyết các vấn đề xã hội, xóa đói giảm nghèo, chính sách về giáo dục, y tế. Phải tuyên truyền vận động giáo dục nhân dân ở các vùng sâu, vùng xa, mà trước hết là phấn đấu vươn lên để giảm nghèo với mục tiêu hàng năm từ 5-8% ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục kiện toàn tổ chức làm công tác dân tộc, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc có năng lực tham mưu chuyên môn sâu về công tác dân tộc, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến lợi ích chính đáng của đồng bào dân tộc thiểu số. Dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã tặng bằng khen cho một cá nhân thuộc Ban dân tộc tỉnh Quảng Bình vì đã có thành tích trong công tác góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc tặng bằng khen cho 3 tập thể và 3 cá nhân tỉnh Quảng Bình. Và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình tặng bằng khen cho 4 tập thể và 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện chương trình 135 giai đoạn 2011-2015. Sáng nay ngày 28 tháng 4, Ban tổ chức tỉnh ủy tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia vào dự thảo chương trình hành động của Ban thường vụ tỉnh ủy về đổi mới công tác cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Trần Xuân Vinh, Ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng Ban tổ chức tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Quán triệt tinh thần nghị quyết đại hội lần thứ 12 của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, Ban thường vụ tỉnh ủy xác định phương hướng mục tiêu chung về công tác cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020 là đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ, phấn đấu tạo chuyển biến cơ bản trong công tác cán bộ, nghiên cứu triển khai những giải pháp đột phá để xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới. Đẩy mạnh thực hiện chiến lược cán bộ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, ra soát, đánh giá lại đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý để bố trí phù hợp, chú ý những ngành, lĩnh vực, địa bàn quan trọng, trước hết là cán bộ đứng đầu địa phương đơn vị. Kịp thời và kiên quyết thay thế những cán bộ hạn chế về năng lực, trách nhiệm, trì trệ trong công việc. Xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, không quan liêu, tham nhũng, có tinh thần trách nhiệm cao trước đảng bộ và nhân dân, có tư duy sáng tạo, kiến thức vững vàng, phong cách làm việc khoa học, nói đi đôi với làm. Theo đó, dự thảo chương trình hành động của Ban thường vụ tỉnh ủy về đổi mới công tác cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra 8 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu. Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất cao với dự thảo chương trình hành động của Ban thường vụ tỉnh ủy và đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến công tác bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, thực hiện công tác bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ nữ, đổi mới nâng cao chất lượng nhận xét, đánh giá cán bộ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đổi mới nâng cao chất lượng công tác điều động, luân chuyển cán bộ. Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Xuân Vinh, Ủy viên thường vụ, trưởng Ban tổ chức tỉnh ủy, tiếp thu những ý kiến đóng góp đầy tinh thần trách nhiệm của các đại biểu. Ban tổ chức tỉnh ủy sẽ bổ sung vào dự thảo và thời gian tới tiếp tục tổ chức lấy ý kiến của đội ngũ cán bộ cốt cán toàn tỉnh tham gia vào dự thảo chương trình hành động của Ban thường vụ tỉnh ủy về đổi mới công tác cán bộ giai đoạn 2015-2020. Tối qua ngày 27 tháng 4,
thành phố Đồng Hới đã bế mạc liên hoan giai điệu thành phố Hoa Hồng lần thứ 11. Đồng chí Lê Văn Phúc, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy đã đến dự. Liên hoan năm nay có 16 xã phường với gần 100 tiết mục và hơn 400 diễn viên tham gia. Ngoài địa điểm chính là sân trung tâm văn hóa thông tin tỉnh, liên hoan còn diễn ra tại các địa phương Đồng Sơn, Quang Phú, Đức Ninh Đông để phục vụ đông đảo bà con trên địa bàn thành phố. Các đơn vị tham gia đã tập hợp được nhiều hạt nhân văn nghệ trên địa bàn nên chất lượng nghệ thuật được nâng lên rõ rệt. Chương trình đa dạng về thể loại, bám sát chủ đề kịch cầu lyric, xuyên suốt từ đầu đến cuối và có sự đầu tư về nghệ thuật, trang phục đẹp, phong cách biểu diễn hấp dẫn. Nhiều tiết mục hạt mùa có sự đầu tư về âm nhạc, dàn dựng, đạo cụ tạo được không khí rộn ràng hoành tráng. Cả các khúc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, đại tướng Võ Nguyên Giáp, quê hương đất nước, sự đổi thay của mảnh đất và con người Đồng Hới, Quảng Bình vẫn là chủ đề chính của liên hoan. 16 tiết mục xuất sắc nhất được biểu diễn trong đêm bế mạc thực sự để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả. Liên hoan giai điệu thành phố Hoa Hồng là dịp để nâng cao chất lượng phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng, đồng thời khơi dậy khí thế thi đua yêu nước, động viên các tầng lớp nhân dân hăng hải học tập, lao động sản xuất. Kết quả, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải ba, 7 giải khuyến khích cho các tập thể và trao 20 giải A, 30 giải B cho các cá nhân. Hôm nay đang vui mừng chào ngày hội lớn, ngày toàn dân làm nghĩa vụ thiêng liêng, vì độc lập tự do, vì tổ quốc mạnh giàu, chúng ta đi bầu chọn người có tài có đức, đem hết sức mình để phục vụ nhân dân. Ai, mỗi lá phiếu ta bầu là trách nhiệm công dân, dựng xây quê hương ấm no. Hôm qua ngày 27 tháng 4, Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa 2, nhiệm kỳ 2015-2020. Khóa học được tổ chức trong thời gian từ ngày 19 đến ngày 27 tháng 4 cho 101 học viên đến từ các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Quảng Bình. Kỳ cầu chương trình gồm 9 chuyên đề nhằm giúp cho các đảng viên mới nắm và hiểu được những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về những vấn đề quan trọng của cách mạng Việt Nam, về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và nhiệm vụ của người đảng viên. Trên cơ sở đó, từng đảng viên mới xây dựng cho bản thân kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để sớm trở thành đảng viên chính thức. Kết thúc khóa học, 100% học viên đều đủ tiêu chuẩn để Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh cấp giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng. Nhân dịp này, có 12 học viên được Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh biểu dương vì đã có nhiều thành tích trong học tập và rèn luyện tại lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng khóa 2, nhiệm kỳ 2015-2020. Chiều nay ngày 28 tháng 4, Trường Đại học Quảng Bình đã tổ chức hội thảo giảng viên với nghiên cứu khoa học. Tại buổi hội thảo, các thành viên tham gia đã được nghe và thảo luận về 7 báo cáo khoa học, gồm thiết kế bộ điều khiển mơ cho hệ thống vòng bi tự tính, phát hiện thủy đô bị bỏ lại nơi công cộng bằng phương pháp HOD ứng dụng trong hệ thống giám sát, quản lý dự án đầu tư xây dựng, thực trạng và giải pháp giám sát và điều khiển môi trường nhà kính bằng điện thoại thông minh, tìm hiểu khả năng mở rộng của chương trình Datalog, ứng dụng điều khiển mơ thích nghi cho thiết bị bù SVC trong hệ thống máy phát, lưới điện, các hướng tiếp cận chính trong kỹ thuật và phân loại tình cảm. Thông qua hội thảo lần này, các kết quả nghiên cứu khoa học sẽ được tiếp tục phát triển và được ứng dụng ra thực tế để qua đó đóng góp thiết thực cho nền khoa học cũng như đời sống xã hội. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phát động phong trào từ làm đồ dùng dạy học hướng đến triển lãm đồ dùng đồ chơi toàn quốc. Hôm nay ngày 28 tháng 4, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình tổ chức khai giảng hội thi làm đồ dùng đồ chơi từ nguyên vật liệu sẵn có ở địa phương cấp học mầm non. Hội thi thu hút sự tham gia của 53 cô giáo đại diện cho gần 4.000 giáo viên cấp học mầm non trong toàn tỉnh. Với các vật liệu dễ tìm, ít tốn kém và sẵn có ở địa phương, các giáo viên sẽ phải sáng tạo ra các mô hình thiết bị đồ dùng có thể áp dụng trong công tác giảng dạy, đáp ứng nhu cầu học tập thực tế bằng các mô hình trực quan, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho trẻ. Thông qua hội thi nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua sáng tạo, cải tiến thiết bị đồ dùng dạy học, đồ chơi cho trẻ. Đây cũng là dịp để các giáo viên cấp học mầm non trong tỉnh giao lưu học hỏi lẫn nhau, đồng thời phát huy tính tích cực sáng tạo trong hoạt động nghiên cứu và tự làm thiết bị đồ dùng đồ chơi trong nhà trường, tạo điều kiện và cơ hội để trẻ tham gia học tập
và vui chơi trong môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Bước vào mùa khô hay những năm, Đông Hợi thường chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió Tây Nam khô nóng, nên có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao. Trong những ngày này, Hạt Kiểm Lâm Đông Hợi phối hợp với một số địa phương có rừng để tuyên truyền bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Tại xã Bảo Ninh, Hạt Kiểm Lâm Đông Hợi đã tuyên truyền cho người dân về vai trò và tầm quan trọng của tài nguyên rừng trong cuộc sống, hướng dẫn cách sử dụng các dụng cụ chữa cháy tại chỗ, cách phản dọn, xử lý thực bì để tránh xảy ra cháy rừng, các biện pháp và cách chữa cháy rừng. Song song với công tác tuyên truyền và vận động người dân tham gia vào công tác bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng, Hạt Kiểm Lâm Đông Hợi tăng cường kiểm tra việc thực hiện phương án phòng cháy chữa cháy rừng của các địa phương đơn vị có rừng. Đồng thời, bố trí lực lượng bám nắm địa bàn để kịp thời phát hiện và xử lý thông tin các điểm lửa, hướng dẫn bà con đủ thực bì, phát quang các đường ranh cản lửa, tu bổ lại các biển cảnh báo cháy rừng, xác định các vùng rừng trọng điểm có nguy cơ cháy cao để có biện pháp xử lý kịp thời. Qua 5 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với sự vào cuộc một cách quyết liệt của cấp ủy chính quyền địa phương và sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân trong xã, nên đến cuối năm 2015, xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch đã hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, để duy trì vững chắc các tiêu chí đã đạt trong xây dựng nông thôn mới, xã Đại Trạch đang tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để nâng cao hơn nữa chất lượng các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Xã Đại Trạch được huyện Bố Trạch chọn là một trong 7 xã điểm để xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 của huyện Bố Trạch. Để hoàn thành chương trình theo đúng lộ trình đã đề ra, xã Đại Trạch đã tập trung mọi nguồn lực để đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng với trên 142 km đường giao thông nông thôn, 20 km kênh mương nội đồng đã được đầu tư xây dựng, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng ở các trục đường dân sinh, đầu tư xây dựng hệ thống phòng học và các trang thiết bị dạy học đạt chuẩn. Hệ thống cơ sở vật chất văn hóa, chợ nông thôn, bưu điện, trạm y tế cũng đã được đầu tư xây dựng mới hoặc nâng cấp với tổng mức đầu tư xây dựng nông thôn mới lên đến 117 tỷ 788 triệu đồng. Trong đó, nhân dân đóng góp được trên 26 tỷ đồng, chiếm trên 22%. Tuy đã hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhưng để nâng cao hơn nữa chất lượng các tiêu chí đã đạt được trong xây dựng nông thôn mới, xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch sẽ tiếp tục đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn, tập trung phát triển nền nông nghiệp một cách toàn diện trên cơ sở tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chú trọng công tác xóa đói giảm nghèo, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng khám, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, quyết tâm làm thay đổi diện mạo ở khu vực nông thôn. Thưa quý vị và các bạn, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ được tiến hành vào ngày 22 tháng 5 năm 2016. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và cũng là kỳ bầu cử đầu tiên được thực hiện theo Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015. Để giúp cho cử tri nắm được những điểm mới của cuộc bầu cử cũng như tiến độ chuẩn bị cho cuộc bầu cử, nhóm phóng viên thời sự đã có buổi trao đổi với ông Phạm Đức Thương, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc với năm tỉnh chung quanh những vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa ông, đến thời điểm này thì tiến độ triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã được thực hiện như thế nào? Về quy trình hiệp thương 3 bước do mặt trận các cấp ở trong tỉnh tổ chức để giới thiệu ứng cử viên đại biểu Quốc hội, ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đã được Ban Thường trực Mặt trận các cấp trong tỉnh tổ chức một cách chú đáo, đảm bảo thời gian, dân chủ, đúng luật. Đến nay, tại hội nghị hiệp thương lần thứ 3 đã hoàn thành cái việc lựa chọn, lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trong tỉnh. Về cụ thể thì đã giới thiệu 8 ứng cử viên đại biểu Quốc hội, 83 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 462 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện và 6.776 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Các tổ chức phụ trách bầu cử như Ủy ban bầu cử các cấp, các ban bầu cử, các tổ bầu cử cũng đã được tổ chức và đang triển khai thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình. Ủy ban bầu cử các cấp căn cứ vào kết quả hiệp thương cũng đã công bố danh sách ứng cử viên ở các
khu vực bầu cử trong toàn tỉnh. Và mặt trận cả cấp trong tỉnh cũng đã bàn cái việc phối hợp với Hội đồng Nhân dân, Ủy ban bầu cử và Ủy ban Nhân dân cả cấp để chuẩn bị cho các ứng cử viên gặp gỡ, tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử. Và công việc vận động bầu cử sẽ kết thúc vào ngày 20 tháng 5, trước ngày bầu cử 2 ngày. Như vậy, các cái công việc chuẩn bị cho bầu cử vào ngày 22 tháng 5 đã được tổ chức một cách chú đáo, kịp thời, dân chủ, đúng luật và sẵn sàng để đảm bảo cho ngày bầu cử thắng lợi. Những điểm mới của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là gì ạ? Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân lần này, chúng ta cần chú ý một số điểm mới. Thứ nhất là việc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp tiến hành đồng thời trong một ngày. Chính vì vậy, cái việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các tổ bầu cử là rất cần thiết, cũng như hướng dẫn cho cử tri việc thực hiện bầu cử là rất cần thiết ở các cơ sở. Thứ hai là luật đã quy định số dư cho bầu cử ở các đơn vị bầu cử là rất cụ thể. Quy định về tỷ lệ nữ, dân tộc, tôn giáo, tái cử và các cái quy định khác rất cụ thể. Chính vì vậy mà cử tri cần phải tìm hiểu kỹ để lựa chọn đúng những người đại diện cho mình trong Quốc hội, trong Hội đồng Nhân dân các cấp, để đảm bảo Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp đảm bảo tính đại diện, tính tiêu biểu và hoạt động có hiệu quả. Thứ ba là hiến pháp và luật bầu cử cũng nhấn mạnh cái quyền bầu cử là cái quyền chính trị lớn nhất, cao nhất của công dân, của cử tri. Chính vì vậy, Mặt trận Tổ quốc đề nghị và mong muốn là các cử tri thực hiện tốt cái quyền chính trị cao nhất của mình để đảm bảo cái ngày bầu cử 100% cử tri đi bầu và thật sự trở thành cái ngày hội của nhân dân và đảm bảo cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân trên địa bàn tỉnh thành công tốt đẹp. Vâng, xin cảm ơn ông vì những thông tin vừa rồi. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ngay sau đây là những thông tin thời tiết và bản tin thể thao. Dự báo thời tiết Quảng Bình đến 28 ngày 29 tháng 4. Khu vực miền núi nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực đồng bằng ven biển nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực thành phố Đồng Hới nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Vùng biển có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4, biển bình thường, sóng biển cao dưới 1 mét. Dự báo thời tiết đêm 29 ngày 30 tháng 4, mây thay đổi, đêm và sáng có mưa vài nơi, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ.